Thưa quý vị, xác định người lao động chính là chìa khóa để doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Do đó, thời gian qua, bên cạnh các chính sách về tiền lương, nhiều doanh nghiệp còn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp họ yên tâm gắn bó với công ty lâu dài. Ghi nhận của phóng viên tại một số đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc và Bến Lức. Đây là những thiết bị điện tử được công ty cổ phần thực phẩm Cát Hải huyện Cần Giuộc lắp đặt để phục vụ nhu cầu giải trí giữa giờ cho công nhân. Từ những việc làm nhỏ nhất, đủ để thấy rằng giá trị của người lao động luôn được đơn vị này ưu tiên đặt lên hàng đầu. Hiện nay thì với lực lượng lao động đông thì công ty rất là quan tâm tới cái vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là tạo cái môi trường làm việc thuận lợi và tốt cho người lao động trong suốt quá trình người lao động làm việc ở đây. Và công ty thì ngày càng cải tiến cũng như là cung cấp cái môi trường làm việc nó an toàn và vệ sinh tốt hơn cho người lao động mỗi ngày. Cũng như nhiều đơn vị khác, công ty Cát Hải còn quan tâm đến sức khỏe của người lao động. Hệ thống y tế được trang bị đầy đủ kịp thời, xử lý sơ cứu những tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình lao động. À, hàng năm thì công ty có cho khám sức khỏe định kỳ, rồi cũng có cho đi học chế độ an toàn thực phẩm đó. Bên cạnh nguồn thu nhập, việc ăn uống cũng được công nhân, người lao động quan tâm không kém, bởi đây là điều kiện quan trọng giúp họ có thêm sức khỏe và tinh thần thoải mái khi làm việc. Nắm bắt được tâm lý này, các suất ăn giữa giờ tại nhiều doanh nghiệp luôn thay đổi thực đơn liên tục, khẩu phần ăn cũng tăng thêm, giúp cho công nhân, người lao động có được bữa ăn đầy chất lượng. Nói về suất ăn thì công ty rất là chăm lo cho cái suất ăn của tại cho anh em công nhân ở đây hợp vệ sinh và đủ năng lượng để anh em làm việc. Dạ thì mỗi ngày thì được cung cấp thêm sữa chua và sữa uống cho anh em công nhân ở đây. Ngoài đảm bảo các suất ăn dinh dưỡng, việc chủ động phòng dịch COVID-19 tại nhà ăn cũng luôn được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện nghiêm túc để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo tại đây. Tập trung ăn với nhau nhưng mà bây giờ sẽ đi theo đường, theo lối và ngồi sẽ theo một chiều và ăn không đối diện với nhau để tránh giữ gian nước bọt với nhau. Rất cần thiết để an toàn cho mọi người, cho mình và mọi người, bảo đảm sức khỏe cho trong cái lúc phòng chống dịch như thế này. Có thể thấy, việc chăm lo tốt đời sống người lao động luôn là yếu tố sống còn của các doanh nghiệp. Khi làm tốt được vấn đề này thì doanh nghiệp sẽ không lo đến chuyện thiếu hụt nhân lực lao động. Bởi khi người lao động được quan tâm, họ sẽ toàn tâm cống hiến cho doanh nghiệp của mình.